Khi đến với thành phố hoa Đà Lạt, bên cạnh việc tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng, thì đặc sản và ẩm thực chính là một trong những dịch vụ được nhiều du khách lựa chọn thưởng thức. Để phục vụ trong những ngày nghỉ lễ này, các quầy hàng đặc sản cũng như kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ Đà Lạt đã có sự chuẩn bị chu đáo, niêm yết giá cả và chấp hành các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tình hình mua bán và thưởng thức ẩm thực tại thành phố Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Chợ Đà Lạt là một trong những nơi tập trung nhiều quầy đặc sản tại thành phố Đà Lạt, nhằm tạo sự tin tưởng đối với khách du lịch khi đến với Đà Lạt, không chỉ trong những dịp lễ như ngày Quốc khánh 2 tháng 9, mà cả trong những ngày thường. Các mặt hàng đặc sản tại đây đều được niêm yết giá cùng với thông tin về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến các quầy đặc sản, du khách đều được nếm thử sản phẩm tại quầy, được các chủ quầy hàng giới thiệu về tác dụng, thành phần, từ đó có thể lựa chọn món quà đặc sản Đà Lạt phù hợp. Mức này ngon, mình muốn mua về giới thiệu cho người nhà mình ăn nữa. Có gì khác lên đây mình sẽ mua nữa. Đến đây em cũng thấy những mặt hàng ở đây em rất ưng ý, rồi em có một lựa chọn một số loại mít dâu và rất nhiều cái loại mít khác. Cùng với các loại mít, trà atiso và dâu tây, khách du lịch khi đến với thành phố Đà Lạt vào thời điểm này sẽ được thưởng thức các sản phẩm từ hồng, loại trái cây đặc trưng của mùa thu. Ngoài trái tươi, mứt dẻo, thì hồng giòn Đà Lạt là loại đặc sản được nhiều du khách lựa chọn làm quà. Còn đối với các chị em tiểu thương kinh doanh đặc sản, một trong những ngành hàng đi đầu thực hiện văn minh trong buôn bán và giao tiếp, việc giới thiệu đặc sản và làm hài lòng du khách đã trở thành nét đẹp của phụ nữ Đà Lạt. Mùa này là bắt đầu là bây giờ nó có nè, mùa hồng á, là đặc sản Đà Lạt của mình á, là hồng giòn. Từ 18.000 đến 20.000, mình mới bỏ vô là mình ngâm hơi, mình cột lại là đến ngày là mình bán thôi. Ngoài đặc sản, ăn uống cũng là vấn đề du khách đặc biệt quan tâm. Để tạo cho du khách có kỳ nghỉ trọn vẹn trong suốt mùa hè và trước kỳ nghỉ lễ, ngành y tế địa phương đã chủ động kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm phải chấp hành các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với nguyên liệu, phụ gia chế biến, phải có giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Lễ năm nay thì chúng vào thứ bảy chủ nhật, lượng khách thì nói chung là vô chợ thì cũng không có đông lắm, là vì là qua một cái thời gian hè qua rồi á, thì mình đã bán vậy rồi, cho nên nó là giờ đến khi mà có khách rồi như vậy thì nói chung là cũng phục vụ rất là chu đáo, cái khâu vệ sinh là rất là an toàn và thường là hàng tháng là cũng có đội vệ sinh á đi kiểm tra và cũng đôn đốc mình là làm theo đúng theo quy định. Thì mình thấy nơi đây khí hậu nó ôn hòa, dễ chịu, mát mẻ nữa. Ở đây cũng có nhiều khu du lịch để mình tham quan. Đồ ăn ở đây thì cũng đa dạng, cũng sạch sẽ, cũng an toàn. Giá cả cũng phải chăng. Chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh, chú trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp và nâng cao chất lượng của các ngành dịch vụ đã và đang góp phần thúc đẩy ngành du lịch của thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển. Từ đó khẳng định Đà Lạt là một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng an toàn, thân thiện và hấp dẫn.